con ghi 2 bàn, cảm xúc của con như thế nào? Con rất là vui khi mà con đã, đây chỉ mới là trận đầu tiên thôi nhưng mà con ghi 2 bàn, đây là thành tích. Con cũng không nghĩ tới cái điều đó. Con nghĩ những bàn thắng của con hôm nay thực sự đẹp không? Dạ bình thường. Đều là những tình huống cố định và tầm độ chuyền với lại quả penalty thôi. Con mang chiếc trọng trách đội trưởng này, con thấy cái nặng trên vai con không? Dạ không. Trọng trách quan trọng mà mình phải hô hào các đồng đội để làm sao cho có một trận đấu tốt nhất có thể. Nếu đánh giá thang điểm 10 thì trận đấu hôm nay con được thang bao nhiêu điểm? Con được 8 điểm. Cảm ơn con là phần đấu luyện. Con cảm ơn. Cảm xúc của con hôm nay khi mình là trận đấu đầu tiên khai mạc thì cảm xúc của con như thế nào? Có hồi hộp hay là mừng không? Con cảm thấy rất là hồi hộp. Con là cầu thủ ghi bàn thì bàn đầu tiên là cảm xúc của con như thế nào? Con cảm thấy rất là vui. Nếu mà chấm trên thang điểm 10 thì trận đấu ngày hôm nay con chấm mình bao nhiêu điểm? Mình nghĩ là 8 trên 10 vì con bỏ lỡ 2 cơ hội. Con mang băng đội trưởng trọng trách ra đội thì con cảm thấy có gánh nặng không hay là áp lực gì không? Dạ không. Con là người đội trưởng thì con phải hiểu những trách nhiệm của con như thế nào? Con hoan hô hay là không? Con phải động viên đồng đội. Có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi giải Super League 2022 đang được diễn ra, khi giải Super League 2021 đã bị bỏ lỡ do việc dịch Covid-19 không? Cái này mình nghĩ là tốt thôi. Thì qua dịch thì bây giờ trung tâm VGSS trở lại tạo sân chơi lành mạnh cho các cháu rèn luyện thể lực sau một thời gian dài mà bị ngừng do dịch Covid-19 gây ra. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi thị danh hôm nay là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu? Cái đó là cả một tập thể, bạn danh cũng chỉ làm nhiệm vụ cuối cùng thôi, không có đặt nặng về chuyện đó, kệ các cháu chơi vui thôi là được rồi, vui khỏe là được rồi. Anh thấy như thế nào về chất lượng giải đấu năm nay và chất lượng đào tạo của trung tâm VGSS? Thật sự thì mình mới có theo dõi lần này danh thi đấu là lần thứ 2. Tất cả những giải trước là mình đi công tác á, mình không có theo cháu được, có mẹ theo. Cách đây khoảng 2 tuần lễ mình cũng thấy cháu theo dõi cháu đá một giải. Nhưng mà mình nghĩ là cái giải ngày hôm nay là có khi là tốt hơn giải đó này. Đông vui hơn, cổ động viên bố mẹ rồi sân chơi hình như là cũng đông hơn. Anh có thể chia sẻ một chút về cách chất lượng đào tạo của VGSS? Mình cũng nghe nói nhiều VGSS là một trong những cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh với lại cả nước hiện nay đấy. Rồi có đội ngũ giáo viên cả nước ngoài và người trong nước. Cảm ơn. Cảm xúc của con hôm nay khi ghi cú búc cơ và bàn thắng đầu tiên, con cảm xúc của con như thế nào? Dạ, con cảm thấy rất là vui khi được tham gia các trận này. Cảm xúc của con khi sau khi ghi 4 bàn à? Dạ, con rất là vui. Trọng trách của con là đội trưởng thì con nghĩ vì sao về trận đấu ngày hôm nay? Dạ, con nghĩ là trận đấu này đem lại bổ ích cho cả đội con. Nếu mà chấm trên thang điểm 10 thì hôm nay con chấm mình tự bao nhiêu điểm? Em 10 điểm. Cảm ơn con nha.